Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Mối quan hệ này đã hết hẳn chưa? Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hôn chiên, và mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài này. Vì đây là trải bài chung năng lượng dành cho rất nhiều người, và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài, chứ không nói theo những điều bạn muốn nghe. Và trong trải bài, các bạn có lá bài The Hierophant. Lá bài kế tiếp, chúng ta sẽ có lá bài 10 ly. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài 6 kiếm. Dạo này năng lượng ra 6 kiếm nhiều quá các bạn ha. Và sau đây mình xin giải trái bài cho các bạn. Vấn đề mối quan hệ của hai bạn đang gặp trục trặc bởi do những cái giá trị truyền thống, định kiến và quan điểm của xã hội, của những người xung quanh áp đặt lên chính bạn và cả người yêu bạn. Điều này có nghĩa là bạn đang cảm thấy bị hạn chế rất là nhiều luôn, thậm chí là bị ràng buộc bởi quá nhiều cái quy tắc, định kiến mà người ta gán ghép cho các bạn. Kết quả là bạn mất đi cái quyền kiểm soát cũng như sự linh hoạt của mình trong mối tình này. Và có dấu hiệu các bạn bị cám dỗ vào những cái việc không chính thống hoặc hoạt động bất chấp các ràng buộc và chuẩn mực của xã hội. Ở đây có dấu hiệu là quan hệ ba người hoặc một mối quan hệ không chính thống đã diễn ra. Bởi vì cái mối quan hệ của các bạn đang trong tình trạng là không được chấp nhận của xã hội bởi những cái định kiến. Có nhiều trường hợp mà người ta không chấp nhận lắm các bạn. Ví dụ bạn lớn tuổi hơn người yêu bạn, hoặc là bạn có một đời gia đình rồi, có con, rồi tiến tới quan hệ với người khác. Thì đây là những cái gì mà xã hội nó không chấp nhận, các bạn vi phạm những điều này. Do đó khiến cho mối quan hệ của bạn bị lung lay rất là nhiều. Và chính cái việc này nó làm cho mối quan hệ của bạn bị trở nên khá cũ kỹ và nhàm chán. Bởi vì bị lung lay những cái định kiến và quan điểm ngoài xã hội đó, khiến cho bạn bước vào mối quan hệ nghĩ là nó hạnh phúc, nhưng cuối cùng càng vào thì càng bị buồn tẻ, càng bị chán nản, càng bị tổn thương, không thấy niềm vui hạnh phúc gì đây hết trơn á. Các bạn muốn là tạo giá trị và chia sẻ cùng nhau để tạo dựng tương lai, để có được một cái tình yêu thật sự là đẹp, nhưng mà cuối cùng cái quan điểm của bạn lại không phù hợp với quan điểm của họ, thì làm sao các bạn có sự gắn kết đây được. Mọi thứ phá vỡ tất cả luôn, bởi vì không có sự hòa hiệp và đàm phán ở đây. Bởi vì có một trong hai người đang ngại những cái định kiến của xã hội, đang ngại bởi vì mình làm những cái điều không đúng, không đúng với giá trị của xã hội, khiến cho mối tình của hai bạn nó kiểu như không được ủng hộ. Do đó mình cứ phải làm cái gì mình cũng thấy khó chịu hết, cũng phải giấu giấu giếm giếm đó, khiến cho các bạn rất là khó để các bạn có thể mà quang minh chính đại tiến đến với nhau được. Tóm lại, mối quan hệ của các bạn đa chính là mối quan hệ mập mờ, gian gian, díu díu, chính xác nhất dùng cho từ này cho hai bạn. Và có dấu hiệu giữa bạn và đối tác của mình không có cùng một tiếng nói chung về giá trị và mục tiêu trong cuộc sống. Điều này gây ra những cái xung đột bất an rất nhiều cho các bạn luôn. Và nguyên nhân diễn ra cho mối quan hệ của bạn bị lung lay thì ở đây các bạn không có sự đồng nhất về mối quan hệ, có đi và có lại, khiến cho sự mở rộng trái tim của bạn và họ không có sự hài hòa, tìm thấy niềm vui chung. Trong cái bóng tối của mối quan hệ này, các bạn phải xem xét lại là bản thân của mình cảm nhận về bản thân và những cam kết của bạn trong mối quan hệ có sự kết nối hoặc cần phải xây dựng lại điều gì hay không. Và nếu như bạn đang tìm kiếm một cái hạnh phúc thì bạn hãy nhớ rằng niềm vui của bạn sẽ chỉ đến từ trong ra ngoài hơn là cái việc bạn chờ đợi người khác tạo ra hạnh phúc cho chính bạn. Lá bài cũng khuyến khích các bạn hãy nắm lấy cái bản năng của mình, làm những gì đúng nhất để tìm cho lợi ích của bản thân mình mới là điều cuối cùng.
Bạn cần phải được dẫn dắt bởi suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn. Hãy nói chuyện với nội tâm mình nhiều hơn. Hãy làm cái gì đó cảm thấy mình tuyệt vời. Hãy buông bỏ những gì mà cảm thấy bạn không tốt. Hãy để kiến thức ở bên trong lòng của bạn hướng dẫn bạn, thay vì bạn phải đi theo con đường mà mọi người mong đợi ở bạn. Hãy tìm kiếm cho mình những cơ hội phù hợp với chính con người bạn, chứ không phải phù hợp cho chính họ nha các bạn. Trong một trải bài tình yêu, khi lá bài 10 Lily xuất hiện, thực sự nó là một dấu hiệu rất là tích cực. Các bạn nếu đang bị ngắt kết nối hoặc không có liên hệ, hoặc các bạn bị sự xa lánh của người yêu, đây là một dấu hiệu cho thấy cuối cùng các bạn sẽ được đoàn tụ nha. Đoàn tụ thật sự. Nếu như các bạn có sự cố về mối quan hệ mà không kết nối được, thì đây là lúc các bạn phải tìm cách để xây dựng lại. Và các bạn phải nhớ rằng hạnh phúc được tạo ra bởi chính bạn khi bạn biết phát triển mạnh mẽ nhất cái năng lượng của chính mình, và năng lượng được tạo nên bởi chính lòng yêu thương, lòng biết ơn và sự tử tế, lương thiện của các bạn. Và các bạn hãy nhớ, hãy sắp xếp cái mối quan hệ các bạn làm sao khi nói chuyện giao tiếp được với người này phải thật sự là trung thực, đồng cảm, bao dung, tìm giá trị chung cho cả hai. Hãy tập trung vào họ thay vì bạn. Hãy trao cho người khác món quà của năng lượng của bạn thông qua sự hào phóng về thời gian, yêu thương và bao dung của chính bạn. Và bạn cũng phải biết nhận lấy những cái gì họ làm tương tự với bạn. Bởi vì tình yêu thương là cái sự cho đi và nhận lại, cái cân bằng. Thì đây là lúc các bạn sẽ có một mối quan hệ nền tảng vững chắc. Nó mở rộng ra cho các bạn tiến tới một mối quan hệ cam kết, một sự hài hòa và trọn vẹn nhất có thể. Và đơn giản ở đây, các bạn thực hiện cho mình những cái việc này, tức là các bạn phải kết nối trở lại. Các bạn phải biết sự yêu thương là kim chỉ nam cho mối quan hệ của hai bạn. Và bạn phải chấp nhận và đón nhận tất cả những điểm tiêu cực và tích cực của họ. Hãy để cho hạnh phúc thực sự. Khi mình chấp nhận cái xấu của người ta, là lúc mình chịu nhìn thấy cái tốt của họ. Lúc này bạn mới một tâm hồn, một trái tim cởi mở đón nhận người yêu của mình một cách dễ dàng nhất. Lá bài thứ 3 là lá bài trả lời cho mối quan hệ này đã thực sự kết thúc hay chưa. Thì các bạn đang ở trong một cái giai đoạn các bạn sắp xếp lại cuộc sống của chính mình. Bạn đang ở giai đoạn của sự chữa lành. Mặc dù bạn biết mình đã tổn thương rất là nhiều rồi, nhưng bạn tin tưởng cái tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước đó. Một cái sự vượt qua, một sự chuyển đổi tâm linh rất là mạnh mẽ. Cái giai đoạn này mang tính cá nhân rất là sâu sắc. Bạn có thể cảm thấy rất là cô đơn, nhưng mà vũ trụ đang hỗ trợ bạn một cách lặng lẽ, thổi những luồng gió điều chỉnh cho bạn đi đúng hướng, có thể cho bạn nghe được trải bài này. Nhiều khi đây không một luồng gió để các bạn điều chỉnh cho mình sống đúng và cởi mở hơn khi bạn chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác. Và nó sẽ đến từng đợt, những điều bất ngờ nhất sẽ cho thấy bạn được hỗ trợ một cách nhẹ nhàng, và những người khác, năng lượng khác sẽ giúp cho bạn vượt qua cái nỗi đau của chính mình để bạn hướng tới cái ánh sáng rực rỡ ở phía trước. Và giai đoạn này các bạn đừng có để cho trái tim của các bạn bị neo chặt vào những vết thương và những trải nghiệm trong quá khứ. Hãy mở lòng cho cuộc hành trình mới này, cho thân thể các bạn, cho trí óc và tâm hồn, và cho phép trái tim của bạn bắt đầu lại mà lại từ đầu. Đây là cái thời điểm các bạn đừng để cho mình trôi dạt một cách vô định nữa các bạn. Và ở đây, khi các bạn thấy được vấn đề của chính bạn rồi, bạn thấy được sự rõ ràng trong cái việc bạn phải tiến về phía trước và sống với chính bạn. Chính cái trực giác và suy nghĩ này sẽ giúp cho bạn đạt được những điều bạn muốn. Và vấn đề ở đây là các bạn đã bỏ đi những cái đau khổ của bạn khi xưa
bắt đầu làm lại từ đầu. Thì các bạn, một lá bài thật sự nó là dấu hiệu cái cuộc đấu tranh tình yêu của hai bạn sắp kết thúc rồi. Và điều này nó là cái dạng các bạn chịu bỏ qua một cái chương đau đớn trong mối quan hệ của bạn với người đó để tiến tới có thể hòa giải được với nhau. Nó gợi ý là mong muốn rời bỏ cái quá khứ và sẽ hướng tới cái tương lai tươi sáng hơn cho cả hai bạn. Nếu như các bạn bị cái vết thương cũ của tình yêu thì thời gian này các bạn cũng được chữa lành rất là nhiều rồi. Nó cho thấy là các bạn sẽ được hoan nghênh, các bạn sẽ sẵn sàng bỏ lại tất cả sau lưng khi các bạn rũ bỏ con người xưa của mình, tiến tới một con người mới nhất để các bạn đón nhận được tình yêu. Bởi vì con người cũ kỹ khi xưa đã ngăn cản bạn có được tình yêu thương từ họ. Đây là lúc mà các bạn sẽ thấy được là mối quan hệ của bạn thực sự có thể được hòa giải sau những cái tổn thương, tranh đấu của cả hai. Và câu trả lời mối quan hệ của các bạn có kết thúc hay chưa, thực sự là chưa kết thúc các bạn. Bởi vì cái lá bài này là cái sự đổi mới lành mạnh, và câu trả lời sẽ là sự khởi đầu mới, cái hy vọng mới khi các bạn đã biết vượt qua những cái đau khổ của mình, biết chiến đấu với chính bản thân mình. Đây là lúc mà các bạn sẽ gặt hái những cái phần thưởng đó. Và lời khuyên của lá bài là các bạn cần phải bình tĩnh hơn. Các bạn phải làm cho mọi thứ chậm rãi và đều đặn để hướng tới những cái giá trị lâu dài của mối quan hệ. Và những giá trị này sẽ mang lại cho các bạn một cái thế giới vật chất, tình cảm được ổn định hơn. Điều này có thể mất đi một thời gian để mình có hoàn thành được mục tiêu của chính mình. Nhưng không có sao cả. Bây giờ việc của mình là dành thời gian và sẽ không bị thúc ép bởi bất kỳ ai, bất cứ điều gì hết. Hãy biết phát triển bản thân các bạn. Đây là nó sẽ mang năng lượng thực sự là tốt khi các bạn chịu lắng nghe chính bạn và lắng nghe những người khác nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này. Dành cho tất cả.